Mỹ Nhật và bếp trưởng Lâm Phương Vũ xin chào quý vị khán giả đang theo dõi Món Ngon Việt Nam, những món ăn tốt cho sức khỏe. Ở đây chúng ta có đuôi heo, có đậu phộng và quả ốc chó. Thì Nhật đoán ngày hôm nay món ăn chúng ta sẽ là một món hầm. Sao không nghĩ rằng là món này là món bánh hay là gì đó? Em đoán an toàn. Thường em biết rằng là chẳng hạn giống như quả ốc chó sẽ làm những món gì, chẳng hạn giống như là bánh này, đúng dạ. không? Hay là những món salad này, đúng không? Nhưng mà chưa có món bánh thịt heo. Đâu có, thật ra chẳng hạn món heo hầm ra cũng có thể. Thôi anh nói món luôn đi. À, nãy giờ nói chuyện với Mỹ Nhật, thật ra là bác Mỹ Nhật đón, nhưng mà thật ra Mỹ Nhật đón đúng đó các bạn. Ngày hôm nay á, mình sẽ giới thiệu đến các bạn một món là món đuôi heo hầm đậu phộng với lại quả ốc chó. Để nấu món này thì rất nguyên liệu rất là đơn giản. Đầu tiên thì chúng ta mua khoảng 2 cái đuôi heo, hạt ốc chó, đậu phộng, gừng, tỏi, ớt, hành ngọt. Đầu tiên á, thì xương heo á, sau khi chúng ta làm sạch ha, chúng ta cần trụng sơ để loại bỏ cái mùi tanh và tạp chất của heo. Nếu mà em muốn hầm hay là muốn nấu lấy nước dùng thì em phải luộc sơ hoặc trụng sơ như thế này. Chúng ta vớt ra xong rồi bỏ vào trong cái nồi hầm. Thì khi đó nó sẽ làm cho cái nồi nước, nồi hầm, món hầm của mình nó sẽ thơm ngon hơn. Luộc sơ như thế này ha, chúng ta vớt ra. Mình sẽ hầm nó bằng cái nồi áp suất phải không anh? Đúng, nếu mà không hầm bằng nồi áp suất á thì thời gian chúng ta nấu món này rất là lâu. Đối với những cái món hầm như là xương heo nè, hay là gà, hay là bò á, chúng ta nếu mà có được một cái nồi áp suất sẵn ở nhà á, thì thời gian nấu rất là nhanh. Hầm thì mình phải có nước đúng không? Mỹ Nhật nên nhớ rằng là khi mà nấu những món hầm như thế này và hai cái đuôi heo thì chúng ta cho từ 1 lít cho đến 1 lít rưỡi nước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho những nguyên liệu còn lại như là ha, đuôi heo. Đúng không? Chúng ta sẽ cho vào đây. Đối với gừng á, thì chúng ta cắt lát như thế này. Cho vài lát thôi cho thơm ha. Dạ. Tỏi thì chúng ta chỉ cần lột vỏ thôi, chúng ta cũng cho vào đây luôn. Rồi bây giờ em để nắp lại để hầm cái này nha. Mình sẽ hầm trong bao nhiêu phút anh? Chúng ta cần khoảng 30 đến 45 phút thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đợi cho cái đuôi heo này nó mềm. Rồi, ủa mình nấu vậy thôi, em thấy hết đồ để nấu rồi. Bây giờ đến đậu phộng chúng ta phải ngâm trong nước. Dạ. Nước sôi càng tốt. Sau khi chúng ta ngâm nước sôi xong ha, chúng ta vớt đậu phộng ra. Những người bệnh, ha, những người ốm thì hầm những món ăn này rất là tốt đó các bạn. Ớt này sau khi chúng ta bỏ hạt đi, chúng ta sẽ cắt xạ như thế này đây. Dạ. Ha. Sau chúng ta sẽ ngâm vào đây một ít nước. Đuôi heo Mỹ Nhật hầm tới đâu rồi? Em thấy nó cũng sắp chín rồi đó, hơi bốc lên nãy giờ. Các bạn lưu ý đối với những nồi áp suất á, thì khi mà chúng ta dùng trước khi chúng ta mở nắp ra, cái thứ nhất là tắt nguồn, cái thứ hai là xả cái hơi nó đi. Để khi mà chúng ta lấy nồi áp suất ra thì cái hơi nước á, nó không phả vào mặt mình. Rồi bây giờ mở được rồi phải không anh? Đúng rồi, tại vì phải xả hơi mới đầu mới mở nắp được. Dạ. Nhanh quá anh Vũ ha. Nhận thấy là mình hầm mới có nửa tiếng thôi mà thịt nó đã có dấu hiệu mềm rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho đậu phộng ha. Hạt ốc chó nha các bạn ha. Và cuối cùng là nêm gia vị. Đúng không? Cho vào đây nè. Một ít hạt nêm. Một ít muối. Rất là ít muối nha. Xong rồi đó Mỹ Nhật. Đây là nắp lại. Nấu thêm khoảng 10 cho đến 15 phút nữa là xong. Dạ. Lần đầu mình nấu ngắn thời gian hơn cho nên mà xả ít hơn anh ha. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà em có thấy rằng là dùng nồi áp suất nó tiện đúng không? Rất có tiện. Nhưng nghĩ là đối với những người mà yêu thích làm bếp thì không thể thiếu những cái dụng cụ này cho nhà bếp của mình. Rồi, bây giờ chúng ta đã có món ăn ngon rồi. Đây, anh múc cho em thử liền. Anh Vũ hiểu ý em quá. Rồi, sau khi mà chúng ta múc đuôi heo hầm đậu phộng với lại quả ốc chó rồi đúng không? Chúng ta sẽ trang trí với là một ít ngò rí ha. Đó. Đây. Cho vào đây một ít ớt nữa nè. Cuối cùng là một nhánh hành lá. Rắc miếng tiêu nữa. À, món ăn gia đình trở thành món ăn cao cấp. Dạ.
À, khi mà anh Vũ làm thì Nhật mới nghiệm ra cái câu nói này quả là đúng. Đơn giản là đẹp. Đúng không? Rất đơn giản nhưng mà rất là đẹp. Thường thì món hầm thì Nhật dùng cũng nhiều rồi, nhưng mà hầm chung với đậu phộng và quả ốc chó thì có lẽ đây là lần đầu tiên. Để xem là có ăn được không vậy? Chắc chắn ăn được chứ. Đúng không? Long Phương Vũ làm là phải ăn được chứ, không ăn được cũng phải ăn. Đó, em tin anh á, bây giờ em sẽ thử xem như thế nào nha. Đây em bố cho em đi. Dạ. Đầu bếp vừa đẹp trai, vừa có tài và vừa ga lăng nữa chứ. Một ít quả ốc chó nè, dạ. Một ít đậu phộng nữa nè. Dạ, đầy đủ đúng không? Đây, cho miếng nước luôn. Bây giờ rồi, nha, để xem. Mời Mỹ Nhật nè. Để xem món hầm của Lâm Phương Vũ trong vòng nửa tiếng đồng hồ nó sẽ như thế nào. Tại vì em sợ là nó sẽ không ra được cái chất ngọt của nó. Không, thật ra chẳng hạn giống như anh chỉ giới thiệu phần nguyên liệu thôi. Điều quan trọng cơ bản là em phải có một cái nồi áp suất giống như thế này. Em hiểu em không? Em hiểu rồi, em hiểu. Một hạt đậu phộng xem sao, khoai ốc chó đi. Anh muốn nghe nhận xét thật lòng không? Chắc chắn rồi, tại vì hôm nay em là giám khảo, đúng không? Nhật nghĩ á, nếu mà để nói về nhận xét cho cái món hầm thì nó quá là đơn giản thôi, tại vì chúng ta ăn món hầm mỗi ngày. Nhưng riêng với món hầm này thì có chuyện để nói. Tại vì chỉ hầm nổi tiếng thôi mà cái đuôi heo nó rất là ngon. Đặc biệt là cái nước nó vô cùng ngọt, mà nó ngọt theo kiểu mà ngọt của xương heo, của đuôi heo, chứ không phải là ngọt của gia vị mình nêm vào. Ở bên lúc nãy Nhật nhớ là anh không có nêm đường. Đúng mà rồi, rất là ngọt, dạ nó vừa phải. Còn cái đậu phộng và ốc chó thì nó vẫn còn cái độ giòn giòn sực sực, chứ nó không có bị mềm anh. Cho nên cảm giác ăn rất là lạ, rất là ngon. Mềm vừa đủ, không nát bét ra đúng không? Dạ đúng rồi, mềm vừa đủ mặc dù mình nấu bằng cái nồi áp suất. Còn xương heo thì cũng là dai vừa đủ, cũng là mềm vừa đủ luôn. Chứ Nhật cũng không thích ăn nó nát quá. Nói chung là món này được, em sẽ để dành. Sao lại là được, nó phải ngon chứ, sao được? Được cho những cái lúc mà mình bệnh đó. Mình bồi bổ sức khỏe em cho nó hết mà. Nhật nghĩ rằng nó vô cùng hợp cho những ai mà vừa mới bệnh dậy, hoặc là chúng ta mệt mỏi trong người, chúng ta cần bổ sung chất dinh dưỡng thì đây sẽ là một món ăn rất phù hợp, đúng không anh? Đúng rồi, cảm ơn Mỹ Nhật, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn thấy rất rõ rằng là món ăn này rất là dễ làm đúng không? Chỉ cần chúng ta chuẩn bị nguyên liệu tươi, cho vào nồi áp suất, sau đó nêm một ít gia vị và cuối cùng chúng ta có một món đuôi heo hầm đậu phộng và hạt ốc chó. Dạ, Nhật xin cảm ơn bếp trưởng Lâm Phương Vũ đã chia sẻ món ăn này. Nhiều khi nó đơn giản thôi nhưng mà chúng ta nếu mà không có những cái bí quyết riêng á thì nó cũng sẽ không ngon như chúng ta đi ăn ở các tiệm khác, ở các nhà hàng được đúng không? Nhật nghĩ là với một món ăn vừa dễ làm, vừa nhiều chất dinh dưỡng và phù hợp với mọi thành viên trong gia đình thì không thể nào chúng ta từ chối, phải không ạ? Chỉ cần một chiếc nồi áp suất thôi chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần phải đứng canh lửa hay là hầm nhiều tiếng đồng hồ như trước đây nữa. Nhật hy vọng rằng nó sẽ mang đến nhiều chất dinh dưỡng cho cả nhà của chúng ta. Chúc cho quý vị sẽ có thật nhiều sức khỏe với món ngon Việt Nam trong chương trình, cụ thể là món đuôi heo hầm đậu phộng và quả ốc chó ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mỹ Nhật và bếp trưởng Lâm Phương Vũ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.